Ok nhá, chào mọi người đến với livestream với gọi là kênh nhà chú vẫn xíu từ nhà tiếp tục anh mình đây game về công thức bỏ không phải bờ tại cổng game TDC 320 đấy rồi anh mời. Thì nói chung là có công thức thì vào đây anh phải gọi sẽ được cho là bú liếm được các cái điểu rồi. Câu đẹp thôi, câu đẹp. Con này về xíu bác. Con này về lại cho tôi cái xíu nhưng mà về lại tôi cái xíu này lại đi lại cái năm cũ. Nói chung là đánh lên bây giờ mới lên được video nên mình gọi chỉ hướng dẫn luôn. Đấy đang ở ngoài mà nó phải ở trong nhà đâu, đang ngồi đấy bác thấy không? Đấy. Đấy, cứ gọi là ấp cầu vào đây về bờ mà anh em nào đậu ngoài mà thấy thua đánh thì chỉ có lợn mết mẹ tới để tả đi 3 cây ở căng đấy nhở, để 33 ok 33 thì 33 thì về là 22 mà thua là bệt đấy, dễ, con này dễ lắm, con này cực kỳ dễ, con này 1 là 33, 2 là 22 rồi. Nói chung đánh những câu này thì mọi người có những công thức điệu đà đánh cầu là cũng dễ dàng lắm rồi. Đấy bạn nào mà follow channel của tôi thì nhớ follow bác mà để có cơ hội bờ tại cổng game TDC nhá. Để tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách đánh là cực kỳ gọi là lưu lĩnh bạn lính đó. Bạn lính đang có thức có thể đánh, ôi dồi, đánh bơ lên cây bơi nặng quá. Bơi nặng ra luôn, bác hình cái 5M đấy. Chuẩn này, chuẩn chưa? Chuẩn có vị chưa, chuẩn có vị chưa? Đấy cái sơ bú thôi, con này đi đi. Con này về xỉu 8 à, con này về xỉu 8 đúng không, để coi nhá. Xỉu 8 là như thế nào đây? Này đang đi vào xỉu 8 thì về tiếp cho mình là cái xỉu 3 mà đi về lại cây 19 cũ luôn. Cái này là trong cây 19 cũ với xỉu tiếp mình luôn nhá. Cậu này đang đi là 86. Tài 16 xỉu 89 cũ đúng không? Này 86 à. Ồn như bay. Má mấy thằng này ồn cũng ra. Má là đấm nó chứ rồi. Phải ồn nhưng mà 19 cũ xỉu lầm lúa nhá. Cậu này đi 19 cũ xỉu luôn. Cậu quán cà phê gõ câu toàn ra nhanh trẻ mà mình đéo trẻ mà, nhưng mà mình kiếm tiền người ta rồi. Ai đâu đánh ngày được cây 19 cũ đẳng cấp. Đấy, đi lại cây 19 cũ mình bật xỉu nhá mà lầm lúa. Công thức cái này đủ đủ mà, hủ 5 tỷ cái này mà hủ nó thật là em giàu to em ơi. Đủ 5 tỷ là giàu to nhá. Đủ cái 5 tỏ là giàu. Hủ 5 tỏ là nổ là giàu luôn. Chất lượng luôn. Đủ một cái là chất lượng nhà. 19 cũ nè, 19 cũ. Đủ má đó, 23 là 6 không, sợ mạng sao trời. À rồi rồi rồi, rồi hết người ra. Này về là tao 11 kép mà. Ôi rồi kép này em đi đi mạnh tôi một cây 40 củ luôn bác, 40 củ về xỉu luôn. Đi mạnh một cây gỡ luôn bác. Này đi về xỉu 40 củ luôn, cái này về 11 rồi. Này cậu này đâm về 11 chắc chắc định được bác, không phải lo gì rồi. Một cái cậu này chắc định rồi. Cậu đi là cây 40 củ xỉu nhá, lượm cái số xỉu đó mình đi. Bác cái to to rồi mình cho hiểu luận luôn ở nhà ok chưa? Xỉu là cái 40. Ăn được cái này mới ngon đấy. Ăn được cái này mới gọi là ngon. Xỉu 40 ở nhà. Đậm lúa được không? Ê cố cho sơ luôn. 40 xỉu, 40 xỉu nhá, 40 củ xỉu rồi. Lầm câu tại ga mình à. Lại cái 40 tí mình lầm lúa các bác, ngon lành được không đây? Lầm lúa không? Này có ăn chắc bọc bền này các bác. Một một là lầm tiền. Cậu này 40 cổ đánh một một lầm tiền nhá, một một lầm tiền luôn. Rồi 2 này, 23 này, may ra 6 của tao ấy, chọn chưa anh em ơi. Đấy, lờ lại được một lô luôn bác, lờ lại được một lô luôn. Gì đâu phải khó. Đánh câu không gì thì phải khó bác, quan trọng là công thức có được đánh được hết. Giờ này không đi 232, biết đi được 232 không mà về xỉu 4, xỉu 7 cái này về lại cầu 324 rồi. Để về lại cái 8 củ xỉu đi. 324 các bác, cầu này đẹp mà. Cậu đánh cho mình về lại cầu này đi lại mình cầu 11 cho mình nhá. Này bác lại tiếp 11 để coi nào, được gọi chuẩn được không nhá. 10M tài. 3 tài hay đi 11 lắm bác. Cầu nào 3 tài đi sau đi 11, 3 tài đi trước đi sau đi 11 hết cả nhà. Đấy bác lại mình một cây cho ấm êm. Nói chung là phải sơ được mấy cây này đánh cho được là ấm êm ở nhà. Đấy ai mà chưa follow channel của tôi thì nhớ follow ba mạng để hàng ngày có những công thức up cầu về bờ tài của game TDC. Hướng dẫn một cái đánh đọc vị mình hết từ AZ cả nhà nhá. Xỉu 8M lại tài 10M các bác làm đúng không? Này cứ gọi vào đây gọi cho sơm bác, con này cho sơm cầu ấy. Vào đây cho sơm cầu nha, xỉu 8 củ lại tài 10 củ nha, đậm lúa không nha. Xỉu 8 tài 10, đậm tiền không? Này 5 này, 53 này. Ồ 53 đã 4 rồi, không ăn rồi. Cái này còn cái 10 mới gọi lại cái 8 là được là tiền phí, phí này hết 1 củ rồi. À phí này 500, phí này 500k. 10 củ phí 500k. Ôi vậy hai bên gãy các bác, trời ơi, má đang lại được 5 củ rồi. Chứ to rồi, cái này còn đi cầu là 22 nhỉ. Em lại đi cầu 22. Con này tôi nghĩ đi lại ba cái tài là đúng hơn. Con này đang kiếp xỉu là về hết xỉu này. Ôi rồi cái này về xỉu tiếp mình nhá. Này vẫn là cây này, cây là 20 xỉu này. Cái này đánh là vậy là về là cái tài kia 10 củ này. Đấy. Vào những cái câu là phải chuẩn bác, xem câu chuẩn nào này. Về là ai lại câu là có lại mình là có 209 các bác. Câu này có lại 209 nhá. 209 là căng đấy. Đánh lại có được cái hai câu này có là 209.
mong là lần được cái lúa bắt được tiền được luôn. Quan trọng là cầu kèo đi theo những công thức mình bắt được thì gọi là cho nó chuẩn chỉ quá mà không có gì mà lo đấy, chuẩn chỉ và bị không có gì mà lo đâu. Công thức ấp cầu mình có hết cả nhà đấy, mà vào đây gọi là sơ tay cầu bác đậm theo nhiệt lượng lúa cắt được ra điệu ngay đấy. Công thức mình có cỡ được về bờ 10 củ xỉu tài quá làm tiền không, rồi tài này tài này tài chuẩn này bác, tài chuẩn 10 củ nhá. Cái này chờ cái này 20 thôi, cái này 20 là lời đậm, cái này ăn được cái 20 lời đậm luôn, không có nào ăn được cái 20 mà lời đậm ở nhà. Rồi tiếp tục về lại cái xỉu không, hai này hai con hai chuẩn rồi, bác hãy chuẩn bị chưa. Nói chung là hiện tại đang lời được là tổng cộng đang lời được là 24 triệu nhà, ok chưa. Em đánh nhẹ nhàng thấy là lời 24 triệu rồi. Mình đã khi mà lên video mình là phải là sang sẻ những công thức ấp cầu về bờ đó bác, cái này là tôi nghĩ là cầu này vẫn đi 22 bác mà không phải về ba tài, đã đánh nhẹ một cây đánh cây cú luôn. Tôi đánh bên này đi, còn bên kia nữa này về tài tài mình là cái búng mờ nhá, 4.3 đấy. Bây giờ cái này thu được là được 20 thêm được à lời được thêm 30 củ nữa, thấy không. Cầu kèo đánh cứ hàng ngày cứ ăn được một cây là được 30 triệu, đánh một lần đánh ăn được 30 triệu ấy. Tôi một ngày tôi chốt lãi sáng tôi nạp đúng anh em đó, nãy giờ tôi nạp đúng được 35 m, nạp đúng 35 m đánh có từ sáng giờ ấy, tôi không có nạp nhiều đấy, một cái đánh 35 m đánh từ thế thôi. Cái cầu kèo thì cần gì mà nạp nhiều bác, quan trọng là phải đánh được và cho chắc định cho mình, phải cho hên đúng không đấy. Công thức mình có hết bác đấy, nói chung đánh cầu và như thế ấp được cho mình là tệ ca chứ mà đánh cầu như thế nào đây. Búng 13 về tiếp tài lượm lúa không, phải tính cái tài búng 13 tiếp này. Câu này là có cái tài 43 lượm tiền không đây. Đấy câu này công thức có hết cả nhà, quan trọng là vào đây gọi có cách chơi mình là dễ dàng lắm em ơi. Cách chơi cái đặc biệt mình cực kỳ dễ dàng để chơi game 43 tài nhá. Một này 16 này. Ồ đã một rồi thôi, chịu bác, ok chưa? Nhẹ nhàng lấy lại được 30 triệu đấy không? Sáng giờ đánh tư là gọi là từ 35 triệu đi lên, các bác lời được thêm 100 củ ngày, một tháng để mình kiếm tiền tỷ. Đấy rất là dễ dàng, ok chưa? Đấy bạn nào thấy kênh tôi đánh hay xin một like subscribe em ơi. Và chúc anh một ngày chơi vui mắn và đừng quên là follow channel tôi hàng ngày để có những công thức video mới mẻ và những cái gọi là video lần sau bác, ok chưa? Và tổng số tất cả anh em nhá, 33 một người nhá.